Thiên nhiên kỳ thú, bộ sách về các loài vật giúp cho con trẻ có thể yêu hơn về thiên nhiên kỳ thú, được lấy cảm hứng từ chính những loài động vật có mặt tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vừa được nhà xuất bản Trẻ giới thiệu đến bạn đọc. Bộ sách gồm 13 cuốn là 13 câu chuyện xinh xắn kể về các loài vật có thật tại Thảo Cầm Viên, được viết bởi các tác giả là nhà báo, nhà văn, chuyên viết cho thiếu nhi Trần Gia Bảo, Phương Huyền, Bùi Tiểu Quyên, Hồ Huy Sơn, Uyên Thư. Ở đây thì có rất nhiều loài thú, nhưng mà đầu tiên là muốn chọn những bạn mà có câu chuyện. Đầu tiên là phải có câu chuyện, ví dụ như gấu Noel có một câu chuyện thực tế, hoặc là sói xám, hoặc là sóc côn đảo, tức là những động vật quý hiếm. Tuy nhiên tất cả những cái em thú ở trong này đều đáng yêu hết. Cho nên nếu mà bộ sách này được đón nhận thì trẻ cũng rất muốn là làm một bộ dài hơi để triển khai nó cho tất cả những em bé trong này. Mỗi con vật đều là câu chuyện riêng, được thể hiện qua giọng điệu dễ thương cùng minh họa chân thật của các họa sĩ, đem đến cho các thiếu nhi và cả người lớn những cảm xúc mới về thiên nhiên, động vật. Đặc biệt là có thêm một cái trang thông tin cụ thể về từng cái con thú, rồi điều kiện sinh sống, thức ăn như thế nào. Thì tôi nghĩ là dù là một cái câu chuyện đọc để giải trí, nhưng các em hiểu về con thú. Và nếu mà có dịp đi thăm Thảo Cầm Viên hay đi nơi đâu mà các em gặp những cái con thú này, thì các em sẽ thêm yêu mến và có cảm thấy là mình có kiến thức về cái loài mà mình đang thấy trước mắt. Mỗi một câu chuyện, một cuốn sách như một mảnh ghép để làm đầy lên cái bức tranh về thiên nhiên, về muôn loài. Mình rất là rộng lượng, mình cảm thấy bộ sách này cho mình rất là nhiều giá trị về phía tác giả, và cho mình rất là nhiều niềm kỳ vọng khi mà sách đến được với độc giả. Bộ sách dành cho các em nhỏ từ 3 tuổi trở lên, giúp các em có thêm tình yêu động vật, óc quan sát, trí tưởng tượng. Bộ sách cũng dành cho cả người lớn, những ai yêu mến động vật, yêu mến Thảo Cầm Viên Sài Gòn và thúc đẩy tình yêu thương, bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm.